thử thách ăn theo ai kênh. Nhớ là đừng có coi một mình mà rủ nhỏ bản thân coi chung nha. Muối gì? Nhiều tôm luôn, vừa to vừa giòn, nhai rơm rớp luôn nha. Hiện nay có rất là nhiều loại muối như ý giả ở ngoài thị trường, mấy bạn cứ click vào giỏ hàng bên tay trái của mình để mua đúng sản phẩm nha.